Vâng, để mày ông Sơn chào bác. Hôm nay em làm một video chỉ các bác cách hàn mạch nhá. Vì những video trước em hướng dẫn qua lên là các bác hàn vẫn bị lổ mạch, nghĩa là rất nhiều các bác muốn mua cái mạch bên em về để tự sửa lấy. Mạch chiếc bu lông này, đây là mạch chiếc bu lông thường. Thì em đã nhập thêm cả mạch bu lông tốt vào cho các bác nhá. Có cả mạch bu lông tốt này. Đấy, và một mạch bu lông thường. Thì mạch bu lông tốt này thì giá là 200.000 các bác. Còn mạch bu lông thường thì giá là 150.000. Đấy, tất cả là chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Đấy, thì các bác hàn mạch thì các bác thường bảo là tôi thấy nó hàn như nào thì tôi theo da hàn lại như thế, nhưng mà thật sự cái mạch của bên em thì nó lại hàn lại không như vậy. Đấy, hôm nay em chỉ có một cách nó hơi bị phản khoa học một chút, nhưng mà thực sự là hàn một cái nào thì được một cái đấy các bác nhé. Đấy, đó chính là đây các bác nhìn này, đây là người ta đang hàn là vàng xanh đen đúng không ạ. Đấy, nhiều bác cũng về cũng bị cái mạch bị cháy, bác tháo ra hàn lại vàng xanh đen, mạch bị lổ mạch đây, hoặc là bị chết cuộn kháng đấy, nó do bị chập. Thì mạch của bên em hàn về thì các bác hàn lại như thế này cho em đấy. Hàn lại là đen vàng xanh, nếu như có dây đỏ thì các bác hàn dây đen, nếu có dây đỏ thì sẽ không có dây đen. Đấy, dây đỏ dây đen là thay cho nhau, trường hợp mà có dây đỏ thì các bác hàn đỏ vàng xanh, còn có dây đen thì các bác hàn đen vàng xanh, hàn như thế này các bác nhé. Đấy, đây các bác hàn như này cho em. Đấy, đấy, còn dây âm dương thì các bác hàn vào cái em bên dưới thì cái pin thì cái này thì có âm dương rồi, các bác chỉ cần hàn theo đúng âm dương thôi. Đấy, cũng rất nhiều bác mà hàn không đúng ấy, hàn không đúng dây thì nó sẽ bị cháy cuộn kháng này. Đấy, hoặc là cháy mạch, nó sẽ lổ con tụ của mạch này, cũng rất nhiều bác bị rồi. Thì nên em hôm nay làm video này để chỉ các bác cách hàn lại. Đấy, về mạch máy pin máy tạo vậy, các bác quay ngược lên hàn đỏ vàng xanh. Đấy, trường hợp mà nó đảo chiều thì các bác đổi dây đỏ với dây ấy các bác nhé. Đây bác sàn hàn đen vàng xanh. Thì trường hợp mà các bác hàn mà máy mài đây, cái mạch máy mài đây, trường hợp mà các bác bị ngược chiều ấy, các bác hàn dây hàn vàng ở giữa và hàn dây đỏ xanh hai bên nhé. Trường hợp bị đổi đảo chiều thì các bác đảo hai dây còn lại thôi. Đấy, vậy thôi, không có gì cả. Còn về công tắc thì hai dây công tắc này các bác kết nối đầu nào cũng được. Đấy, nhưng nó ở một bên phía nhá, nó có một phía riêng của nó. Các bác nhớ là khi tháo máy mài ra thì công tắc của nó có một cái cắm, tất cắm một bên phía. Đấy, các bác cắm đúng bên đấy nhá, cắm bên ngược lại thì sẽ không đúng đâu. Một cái nữa là khi các bác hỏi là em bảo là các bác bị nhiều bác hỏi là bị con máy nó không chạy. Đấy, thì em bảo là bị kẹp cuộn kháng. Các bác nhiều bác là không biết kẹp cuộn kháng như nào. Đây là trường hợp kẹp cuộn kháng đó nhé. Đấy, nghĩa là kẹp cuộn kháng là cái kẹp mà cái trục ở giữa này, nó kẹp cái cuộn đồng ngoài, nó dính lại với nhau thì máy không chạy được. Các bác bóp cố nó cháy luôn cái cuộn này. Đấy, hoặc là cháy mạch. Đấy, đấy các bác, nhiều cái các bác phải lấy cái búa, lấy cái chui tô vít này, bác gõ mạnh phát vào đây. Ví dụ nó kẹp ở đây, các bác gõ mạnh phát, nó bung ra, nó rút ra. Rồi, đây, các bác thấy không? Đấy, nó kẹp. Đấy, các bác nhìn này, nó dính lại với nhau luôn. Nó dính hai cái này lại với nhau. Như là cái chỗ này đang bị sáp vào. Đấy, nó dính lại thì gây hiện tượng kẹp cuộn kháng. Và một cái nữa là có thể sẽ bị dính ở chỗ ngoài này. Nó sẽ dính trực tiếp cái đuôi cánh quạt vào vỏ con máy luôn. Đấy, đây là hiện tượng kẹp cuộn kháng, các bác tháo ra thì cái cuộn kháng này các bác quấn sát cốt lại. Thì em có một video quấn chống sát cốt đấy. Em các bác lấy cái dán cái giấy quấn động cơ ấy, mua có loại mỏng nhất đó, quấn nào, quấn nửa vòng một thôi nhé. Đấy, sẽ để lại hai cạnh này. Đấy, quấn các bác sẽ để lại hai cạnh này. Đấy, các bác quấn nửa này, các bác nhớ quấn là cái giấy ấy, nó phải non hơn so với cái mép sắt này. Các bác dán vào có phải lon một tí, lon khoảng tầm một ly thì càng đẹp, một ly thì càng đẹp. Đấy, lon khoảng tầm một ly, dán vòng quanh ra. Đấy, lon khoảng một ly từ cả cái mép này các bác cũng phải dán non đi một tí, non một ly, lon một ly càng đẹp. Đấy, còn nếu mà lon quá thì lại không được, nếu không dụ các bác lon tận sâu ở chỗ này thì lại không được. Đấy, các bác lon một tí thôi, cắt vừa vặn cho em. Đấy, dán keo lanh hai, dán nữa, lắp vào cân đối là máy chạy ok, không có gì cả. Đấy các bác nhá. Đấy,
Đấy, thì vừa rồi em đã giải đáp qua hướng dẫn các bác hàn mạch, tránh các bác trường hợp các bác mua cái mạch Sibulong về hàn không đúng dây, rất là phiền. Còn cái mạch tốt này thì nó có dây sẵn rồi, xanh đỏ tí vàng đầy đủ hết rồi, các bác về chỉ cần hàn lại thôi là được thôi. Đấy, còn cái mạch thường cái mạch này thì em gửi về cho các bác thì các bác hàn dây không đúng mà hay bị cháy, rất là ngại. Đấy, giao đi giao lại mất là lâu. Vâng, vừa rồi em đã chỉ qua các bác cách hàn dây máy Sibulong hay chữa các bệnh về động cơ, kẹp động cơ này, sắt cốt đấy. Thì các bác là có yêu cầu em sửa chữa các máy thì cứ comment bên dưới nhá, em sẽ cố gắng làm video. Thì em muốn là trao đổi những cái kinh nghiệm em học được để trao đổi các bác và để hỗ trợ các bác cách sửa chữa tại nhà, tránh trường hợp là cứ phải làm đem ra quán và mất rất là chi phí. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh nhé, bấm chuông để nhận được những thông báo và những video mới, sản phẩm mới chất lượng nhé. Vâng, em xin phép là kết thúc video tại đây. Chúc các bác có sự lựa chọn thỏa đáng. Em xin cảm ơn.